Ông Jevgeny Prigozhin, chủ của tập đoàn lấy đánh thuê Wagner, đã đưa ra bình luận này khi trả lời trang Politico mới đây. Tờ báo này trước đó đưa tin số đạn dùng cho súng bắn tỉa OSIS T-5000 trong lực lượng Wagner do một công ty Mỹ cung cấp. Khi được hỏi về điều này, ông chủ Wagner đã trả lời bằng sự đùa cợt. Không chỉ đạn dược, ông còn muốn có cả súng bắn tỉa, súng phóng lựu và súng máy do Mỹ sản xuất. Người đứng đầu tập đoàn Wagner đáp, anh hãy nói chuyện với nguồn tin của anh, Yêu cầu họ cung cấp thêm cho tôi mấy thứ này. À, tôi có thêm một yêu cầu nữa là tiêm kích F-35. Theo Politico, ông Trump Wagner nói về việc muốn vũ khí Mỹ với giọng điệu vui vẻ và mỉa mai. Điều này trái ngược với những lời lẽ giận dữ, thô tục mà ông ta đã tung ra với giới chỉ huy quân sự Nga, cáo buộc chậm cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng này. Đoạn ghi âm câu trả lời với Politico cũng được ông Prigozhin đăng trên kênh Telegram. Theo đó, ông cũng nhắc tới Viktor Bout, đây là một tay buôn vũ khí người Nga vừa được Mỹ phóng thích tháng 12 năm ngoái để đổi lấy nữ cầu thủ bóng rổ Britney Greener. Ông chủ Wagner tiếp tục diễu cợt phóng viên Politico. Tôi đã nói chuyện với Victor Booth. Anh ta sẵn sàng xử lý mọi việc giao hàng, nhưng tôi nghĩ anh là một phần trong phi vụ này, đại diện cho phía Mỹ. Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ bắt tay với anh. Cảm ơn nhiều vì những câu hỏi, nhớ trả lời tôi nhé. Tất nhiên là vụ giao F-35 rồi, nhớ hồi âm bằng tin nhắn riêng tư nhé vẫn giọng điệu như từ đầu, ông kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời hứa sẽ tặng phóng viên Politico một khẩu Orsis T5000 của chính ông nếu phi vụ F35 thành công.